Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo của những nồi Thái, chỉ có phun chờ nha, làm mà phun nồi Thái tại Nhật ha. Êm bền nhẹ nha. Có bảo dưỡng đầy đủ cho anh em ha, để cho anh em đi phun test. Thì chào anh em Futurelet 125, giới thiệu với anh em cấu hình làm cái nồi Thái tại Nhật nha. À, coi trong nhà thì con nói là làm phun máy luôn. Đó, con nói thì làm phun máy để đi bào test. À, con này thì đang bị tình trạng là hư tăng cam ha, và cái nồi thì bị mòn sọc, cháy nồi. À, cho anh em coi phần cái nồi cũ luôn nha. Cái bộ nồi cũ này, phần cái chuông bị sọc chuông rất nhiều ha. Đó. Bố thì đang bị tình trạng là cháy bố ha, cháy bố đang thua nè, nó mà đang đi bố ngắn nè. Đó. À, phần cái chuông mà sọc chuông ha, đó sọc chuông rất nặng nè. Rồi. À, phần cái bộ bố sắt nồi sau thì đang bị tình trạng là cháy bố rồi. Cháy bố nó bị ra phần bể rất dơ nha. Đó, cháy thành màu đen thành than là không còn cái độ bám nữa. Thuộc nồi nó lì nồi và anh hao xăng ha. Rồi. Cái chuồng heo thì đang bị tình trạng là rơ cái chuồng heo. Đây, chuồng heo bị rơ rồi. Đó. Em lắc nhẹ cũng đủ kêu ha. Rồi. À, cấu hình cái phần cái sinh cam thì bị giãn sinh cam nha, giãn sinh cam rồi, và phần cái tăng cam của chủ xe thì đang bị dạng là hư ra đó, hư mòn hư hết tăng này. Cái này thì anh em nên bảo dưỡng sớm nha. Rồi em sẽ đi lại sơ qua cho anh em tham khảo cấu hình cái nồi Thái và tăng cam Nhật nha. À, gồm đầy đủ cho anh ha, gồm nguyên bộ tăng cam Nhật nè, em đi nguyên bộ tăng cam Nhật cho xe cho bền ha, sinh cam DD ha, đó bộ sinh cam DD Nhật cho anh em cho nó bền luôn. Rồi phần cái bộ nồi thì em đi của là nồi Thái cho anh em cho nó bền ha, gồm combo gồm có là 4 lá bố nồi dinh Thái bản lớn nha, 1, 2, 3, 4 bố Thái thì cái bản rất lớn, còn cái bố Việt Nam thì cái bản nhỏ bằng một nửa thôi đó. Em đi sắt dinh Thái luôn, combo là 3 lá nè, trắng đẹp phun mới ha, 1, 2, 3 em sắt dinh bệnh không đi sắt lô có lỗ sẽ bào nồi của anh em. À, một cái chuồng heo nồi dinh Thái trắng đẹp phun mới luôn, mới can không bị rắc hơi hết nha. Đó cho anh em chạy tha hồ chạy luôn. À, phần cái nồi trước thì em thay vô xe là một cái chuông nồi như thế này, trắng đẹp phun mới ha. Đi lại cho anh em là nguyên cùng bố Thái, bố là đi bố Thái dài bản lớn nha, 1, 2, 3 bố rất dài ha, bố bản dài này và bản mặt lớn chủ xe. Em đi kèm lại cho anh chủ xe là combo là 6 cái lò xo nồi phun Thái luôn, lò xo nồi mới nha. Đó, em không có đi lò xo lớn lò xo nhỏ, em đi là 6 cái xe lò xo đồng đều để cho cắt nồi ngọt cho anh em. Đó, anh em Futurelet 125 mà muốn làm nồi làm máy thì ghé bên em ha. Bên em thì chuyên dòng Futurelet 125, Futurelet mập, Futurelet nha. Đó, tha hồ anh em cứ ghé, em sẽ bảo dưỡng và làm đầy đủ cho anh em. Rồi, chào anh em Futurelet nha. Rồi, chào anh em Futurelet 125. Em giới thiệu cho anh em tham khảo cái nồi làm nồi Thái bên độ xe Việt Nam và tăng cam Nhật nha. Em đang làm cả hai bên luôn, một bên là thay tăng cam và một bên là làm cái nồi Thái để cho anh em kịp giờ nha. Đó, thì phun có hình này thì em thay phun cả hai bên. Đó, đã khui phần cái sinh cam DD Thái đó rồi và phần cái cam Nhật nha. Đó, để cho anh em chạy chơi Tết. Rồi, tiến hành là cho phần cái bố nồi vô. Bố thì nó có hai chiều ha, anh em để chiều côn nằm dưới nha. Đó, cái chiều bén thì nằm trên. Sắt cũng vậy nha ha, để đúng chiều cho mình ha. Rồi, tiến hành cho phần cái 6 lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có chiều lớn ha, chiều nhỏ nha. Chiều lớn thì để nằm dưới, còn cái chiều nhỏ thì để nằm trên. Rồi, em tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô phần cái chuồng heo để định tâm lá bố nha. Em xiết đều 3 con tán, xiết 6 lò xo nồi. Thì anh em lưu ý là định tâm lò xo nồi trước khi mình xiết nha. Đó, định tâm 6 lò xo nồi và xiết đều 3 con như hình ngôi sao ba cánh nha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô nha. Tới phần nguyên cái lòng đền dày nồi sau và tán nồi sau nha. Rồi, tới nguyên cái cầm bố ba càng nồi trước ha. Em đi là bố Thái. Rồi, tới cho lòng đền chặn phe, lòng đền outside tán nồi trước vô. Tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau, lắc kê lại toàn bộ lòng đền chặn phe nồi trước ha. Và gắn nắp đầu dắt ly tâm cho bạch đạn nồi còi muỗng vô và test cho anh em ha. À, bên này thì đang thay có bình cái tăng cam. À, gần xong rồi ha, cho bộ lăng nữa là xong rồi đó. À, em thay xong xuôi rồi. Rồi, chút nữa sẽ rút gọn cho anh em luôn để cho anh em xe đi phượt test ha. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo của những nồi Thái, chỉ có phun chờ nha, làm mà phun nồi Thái tại Nhật ha. Êm bền nhẹ nha, có bảo dưỡng đầy đủ cho anh em ha, đó, để cho anh em đi phượt test. Đó, con này em làm là thay lọc xăng mới chủ xe luôn. Đó, bộ tăng Nhật ha. Sinh cam thì DD nha, đó quá bền luôn. Và phun nồi Thái, thay phun nguyên bộ chuông bố ba càng Thái dài bản lớn nha. À, chuồng heo nè, à, bố bản lớn, à, sắt dinh Thái, 6 lò xo nồi, đó quá đã. Bây giờ em test nhẹ để cho anh em theo dõi nha. Đó, cái bình này thì vào cho anh em được phụ test rất đã, rất sướng ha. Êm bền theo 5 tháng nha. Đó, nồi Thái này anh em biết rồi. Đó, chạy cả chục năm trời không xi nhê nha. Quá đã luôn. Phun Thái cho anh em để cho anh em đi phượt đường dài. Đó. Bao vừa nhẹ xe vừa tiết kiệm xăng ha. Đó, êm ru lướt gió nha. Đó, không gào không gợn không hú luôn. Đó. Quá sung sướng anh em ha. Đó, làm xong rồi bên em sẽ có hóa đơn phải đầy đủ cho anh em để cho anh em đi phượt Tết nha. Rồi, chào anh em Futurelet.